Xin chào các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 1 tháng 1 phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Bản tin đầu tiên của năm mới 2024 có những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quân đội tiếp sức xây dựng làng điểm nông thôn mới Thơ Gà Bê. Pleiku đánh giá phân hạng 28 sản phẩm ô cốp. Sôi nổi màn so tài ở giải Việt giả thị xã Ayunpa. Chìa khóa giúp thanh niên dân tộc thiểu số thoát nghèo. Nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đòi hối lộ 1,5 tỷ đồng. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 12, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 1750/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy định của pháp luật về quy hoạch, chịu trách nhiệm toàn diện quản lý quy hoạch tỉnh, hướng dẫn phân công, phân cấp, điều phối, kiểm soát và bảo đảm thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, quy trình, thủ tục, quy định trong quá trình thực hiện quy hoạch, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý GIS trong quản lý và thực hiện quy hoạch. Các bộ ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai trong quá trình thực hiện quy hoạch, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số cơ chế chính sách, giải pháp, huy động và bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh. Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt là cơ sở căn cứ để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rơ Đăng Chung, Huyện ủy Chư Pứ đã chọn làng Thơ Ga Bê, xã Chư Gion để xây dựng điểm làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thì lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên cũng chung tay để giúp làng Thơ Ga Bê đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2024. Hưởng ứng phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, ngày 18 tháng 12, 30 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66 thuộc Sư đoàn 10 Quân đoàn 3 đã hành quân từ huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk sang giúp dân làng Thơ Ga Bê. Nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66 là giúp dân làng làm rọ đá đập dân Gia Chợ Rê nhằm cung cấp nước tưới cho khoảng 20 hectare lúa đông xuân tại cánh đồng Gia Chợ Rê. Không chỉ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66, đông đảo dân làng, đoàn viên, thanh niên xã Chư Gion cũng đồng lòng chung sức vận chuyển đất đá với mong muốn sớm hoàn thành đập dân dẫn nước tưới cho cánh đồng làng Gia Chợ Rê trong vụ đông xuân 2023-2024. Ông Đặng Lê Minh, Bí thư Đảng ủy xã Chư Gion thông tin, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cá nhân đồng chí Rơ Lăng Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Đảng ủy đã chỉ đạo hệ thống chính trị xã, Ban Nhân dân và các đoàn thể làng Thơ Ga Bê phối hợp với các ngành của huyện để tập trung các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ trong xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, làng đạt 13 trên 19 tiêu chí và dự kiến đến cuối năm 2023 đạt thêm 3 tiêu chí: quy hoạch, giao thông, nhà ở dân cư. Trong đó, tiếp nhận nguồn hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, xã đã tiến hành xây dựng sửa chữa 19 nhà ở cho hộ nghèo. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, xã đã tuyên truyền vận động 72 hộ dân xây dựng và sửa chữa khoảng 4.000 mét hàng rào, chỉnh trang hàng rào cổng ngõ tại các tuyến đường của làng, trồng, chăm sóc hơn 480 cây xanh tại 3 trục đường chính của làng. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 12, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp thành phố Pleiku tiến hành đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp năm 2023. Đợt này, thành phố có 8 doanh nghiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể nộp hồ sơ của 28 sản phẩm để đề nghị đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp năm 2023 gồm trà, tinh dầu, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cà phê, hạt tiêu đen, nước tương, mật ong, v.v. Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp thành phố đã chấm điểm thông qua hồ sơ và mẫu sản phẩm với các tiêu chí như nguồn nguyên liệu, giá trị gia tăng, năng lực sản xuất, bảo vệ môi trường, sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành, sử dụng lao động địa phương, khu vực phân phối chính, các yếu tố về chất lượng sản phẩm, v.v.
Qua đó, hội đồng đã góp ý để khắc phục một số tồn tại, hạn chế đối với các sản phẩm nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng cũng như phối hợp và hỗ trợ các đơn vị bổ sung, hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP theo quy định. Sau 2 ngày làm việc, hội đồng đánh giá 6 sản phẩm đủ điều kiện đề nghị hội đồng cấp tỉnh đánh giá công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, 20 sản phẩm đủ điều kiện đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, còn lại 2 sản phẩm chưa đảm bảo một số tiêu chí theo quy định. Hội đồng đã tạo điều kiện cho chủ thể có thời gian khắc phục, bổ sung hồ sơ để đánh giá lại trong thời gian tới. Sáng 31 tháng 12, tại công viên Bến Mộng thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra lễ khai mạc giải Việt giả thị xã Ayunpa lần thứ nhất năm 2023. Tham gia giải Việt giả lần này có 309 vận động viên đến từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như Ayunpa, Pleiku, An Khê, Chư Sê, Phú Thiện, Yapa, Krompa, Tắc Đoa, v.v. Các vận động viên so tài ở 3 nội dung gồm 3 km nữ, 5 km nam và 10 km nam trên đường chạy là bờ kè Bến Mộng. Giải đã quy tụ nhiều chân chạy đầy chất lượng để tạo ra các cuộc đua tranh sôi nổi. Kịch tính nhất là ở cự ly 5 km nam, khi các vận động viên trẻ đã thể hiện được tiềm năng của mình. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thứ hạng từ 1 đến 8 ở từng cự ly và giải vận động viên lớn tuổi nhất cho ông Nguyễn Ngọc Ân, sinh năm 1953, huyện Đắk Đoa. Dịp này, Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã trao 12 chiếc xe đạp do các nhà tài trợ ủng hộ cho các em học sinh nghèo trên địa bàn. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp là một chương trình trọng tâm hàng năm của tổ chức đoàn. Bằng những việc làm cụ thể, các tổ chức đoàn trong tỉnh Gia Lai đã giúp thanh niên dân tộc thiểu số có việc làm, tự vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Trong năm 2023, tổ chức đoàn các cấp đã phối hợp tổ chức tư vấn, tuyển sinh, hướng nghiệp cho hơn 62.900 lượt thanh niên, trong đó có hơn 15.000 lượt thanh niên dân tộc thiểu số, tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 13.700 lượt thanh niên, vận động trao tặng 22 mô hình sinh kế cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức hội nghị tập huấn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội cho 63 bí thư, phó bí thư đoàn xã, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn do đoàn thanh niên quản lý. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội lên gần 1.088 tỷ đồng cho hơn 25.110 hộ vay với 556 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng trên 113 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31 tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, tỉnh đoàn đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh duy trì hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên trên website tỉnh đoàn, ứng dụng hiệu quả công cụ giới thiệu việc làm trên các nền tảng số, phối hợp tổ chức 2 ngày hội thanh niên với nghề nghiệp và việc làm cấp tỉnh năm 2023 tại huyện Chư Pứ và huyện Krông Pa. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố số 45 VKSTC-C1 với bị can Võ Đình Sớm, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai về tội nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, ông Võ Đình Sớm, sinh năm 1968, trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông PAT, trú tại thành phố Pleiku, với bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Quá trình thụ lý vụ án, ông Sớm có hành vi đòi ông T đưa 1,5 tỷ đồng để được xử thắng kiện. Ngày 4 tháng 8 năm 2023, khi vừa nhận trước 500 triệu đồng của ông T tại phòng làm việc của mình, ông Sớm đã bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi làm việc. Tại đây, cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ số tiền 500 triệu đồng ông Sớm đã nhận từ ông T. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Sớm khai việc trao đổi với ông T liên quan đến 1,5 tỷ đồng là tiền ông T và ông Sớm góp vốn đầu tư xây dựng trại heo. Tuy nhiên, ông Sớm không biết mô hình phương án kinh doanh trang trại heo như thế nào và không có tài liệu chứng cứ gì thể hiện việc đầu tư góp vốn với ông T. Đồng thời, ông T khai không có việc mời ông Sớm góp vốn xây dựng trang trại heo. Do vậy, lời khai của ông Sớm về việc góp vốn đầu tư trang trại heo là không có cơ sở. Với những bằng chứng có được, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định hành vi của ông Sớm đã phạm vào tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Thông tin vừa rồi là khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 2 tháng 1.